Hello, xin chào tất cả anh em đam mê trên cảnh nha. Hôm nay thì trời nắng rồi mọi người ạ. Mấy ngày hôm nay thì trời rất là mưa và không thể đi đâu được mọi người ạ. Trên này trời mưa rất là to nhá, từ mấy ngày nay rồi. Thì bây giờ mình có nắng một tí rồi, mình có đưa con mắt vàng mồi của mình để tắm nắng nhé mọi người. Đây, đây nhé, nó tắm nắng đây mọi người ạ. Đây là, hôm nay là trời nó nắng nắng rồi mọi người. Thì mọi người cần chiêm ngưỡng và cần xem để tham khảo nhé anh em nhé. Đây, con này là con mà mình đi bẫy vừa đấy nhé mọi người nhé. Còn đây, đây là con mồi của mình. Xem để cho nó hót xem nhé mọi người nhé. Mình cũng xin mọi người thông cảm cho mình nhé, bởi vì là mình nói tiếng phổ thông hơi ngọng, cho nên là cái gì nó nói không chuẩn và nói cái gì nó ngọng ngọng thì xin mọi người thông cảm cho mình nhé. Nó chỉ người tì lên thế mọi người. Con này thì mình chưa thuần nó chưa ấy, nó chưa quen bao nhiêu thì đây, đây con này thì ngoan lắm. Mọi người thấy chưa? Nó chỉ nghe tiếng đồng loại là nó hót luôn mọi người ạ. Nó máu lắm nhé mọi người nhé. Nó chỉ thích mộ thôi mọi người ạ. Nó thấy con khác nó kêu kêu lên là nó hót lên là nó tìm cách để mộ nhé mọi người nhé. Rất là lâu rồi mọi người, rất là lâu rồi mình không thể, mình chưa ra video để cho anh em mình tham khảo. Bây giờ hôm nay trời hơi nắng nắng rồi thì mình có để con chim của mình để tắm nắng để cho nó hót tí mọi người. Đây, mắt của nó rất là đẹp nữa. Nó không bị gì nhé, con này nó rất là đẹp nhé. Chân mỏ mắt nó với lại mỏ lông của nó không xước nhé mọi người nhé. Cái này thì mình đang để anh em mình tham khảo đó nhé anh em nhé. Đây, đây chân của nó đây rất là đẹp. Con kia là con mà mình mới bắt được nhé mọi người nha, bẫy được nha. Đấy. Nó máu cực kỳ luôn mọi người. Mình nhìn phát là mình thấy kiểu như là hot hot, kiểu như là mình ấy, mình rất là thích nói. Mê chưa mọi người? Đây. Mọi người thông cảm nhé, cái lồng của mình chưa vệ sinh mọi người, hơi bẩn bẩn một tí nhưng mà mong mọi người thông cảm nhé.
đáng lẽ thì mình phải mua cái lồng mới cho nó, nhưng mà bây giờ mình chưa có thời gian đi mua cái lồng mới cho nó, thì mình tạm thời lấy cái lồng cũ này nhé mọi người. Hơi bụi bụi nhưng mà mọi người thông cảm cho mình nhé, bởi vì nhìn nó trong máy thì nó đẹp nhìn như thế, nhưng mà trong thực tế thì nó hơi bụi bụi mọi người, và mình không có thời gian để vệ sinh cho nó. Con này thì nói chung là nó rất là hiền mọi người ạ. Chị thấy mình kiểu mình đi làm về thì mình nó nhìn thấy mình luôn này, nó hót luôn nhé mọi người nhé. Đây. Anh em cùng đam mê với mình thì tham khảo nhé anh em nhé. Video này mình đang để anh em tham khảo thôi nhé mọi người nhé. Rồi. Rồi mình chỉ review tí này để cho anh em tham khảo thôi nhé. Vâng. Nếu anh em cùng đam mê với mình thì xin comment để mình tham khảo và biết thêm nhiều điều về chim mã vàng này nhé. Rồi thì mình xin tạm dừng video tại đây nhé anh em nhé. Và xin chào tất cả anh em, xin anh em comment và hãy đăng ký kênh để theo dõi kênh của mình, để mình đăng những video tiếp theo để anh em cùng biết và tham khảo thêm nhé anh em nhé. Và xin chào tất cả anh em.